thua Iraq, Indonesia đổ lỗi cho VAR trong bàn thắng gây tranh cãi. Giới truyền thông và rất nhiều cổ động viên cho rằng, bàn thắng thứ hai của Iraq vào lưới Indonesia đã rơi vào thế việt vị nhưng công nghệ VAR lại bỏ qua. Tối ngày 15 tháng 11, Indonesia có trận đấu đầu tiên tại ASEAN Cup 2023 khi gặp Iraq. Phút thứ 5, Indonesia thực sự có được cơ hội tốt khi cú đá của Marcelino Ferdinand đi trúng xà ngang Iraq. Sau đó, Iraq đã vượt lên dẫn trước ở phút thứ 17 nhờ bàn thắng của Mohandas Ali. Indonesia đã cân bằng tỷ số 1-1 nhờ pha lập công của Marcelino Ferdinand sau đường chuyền thuận lợi của Jacob Seyri ở phút 37. Nhưng Iraq lặp lại trật tự ở phút 45-7 khi Osama Rashid để nâng tỷ số lên 2-1. Hiệp 1 trận đấu giữa Indonesia và Iraq kết thúc với tỷ số 1-2. Tuy nhiên, bàn thắng thứ hai của Iraq được xem là gây tranh cãi vì trước khi Osama Rashid, ghi bàn Mohandas Ali được cho là đã rơi vào thế việt vị. Tờ CNN của Indonesia phân tích, khoảnh khắc đó xảy ra khi Sukhnatik chuyền cho Mohandas Ali, sau đó Ali Kahim đánh đầu nhưng bị thủ môn Indonesia là Ernando Ari cản phá. Do tham gia pha tranh chấp với Ernando nên Mohandas Ali sẽ bị thổi việt vị. Trọng tài Egypt Tantashev người Uzbekistan đã kiểm tra VAR nhưng cuối cùng vẫn công nhận bàn thắng thứ hai của Iraq. Quyết định này đã gây tranh cãi và trở thành cuộc tranh luận trên mạng xã hội.